tìm hiểu tính cách của bạn qua 12 tháng sinh. Bạn sinh tháng mấy? Liệu rằng tháng sinh của bạn sẽ tiết lộ gì về tính cách con người bạn? Hãy cùng mật ngữ 12 chòm sao khám phá ngay thông qua nội dung dưới đây nhé. 1. Những người sinh tháng 1. Bạn thuộc tuýp người cứng đầu và có một trái tim sắt đá. Cho nên, bạn là con người của tham vọng và luôn nghiêm túc trong mọi việc. Bạn thích được chỉ bảo người khác cũng như là được người khác chỉ bảo. Tuy nhiên, bạn hay suy xét những sai sót hay điểm yếu của người khác, vì vậy bạn rất thích chỉ trích. Trong công việc, bạn làm việc chăm chỉ và hiệu quả. Bạn thật sự là người biết cách làm người khác vui lòng, nhưng bạn lại là một người trầm tính, ít nói, trừ khi bạn thực sự cảm thấy vui vẻ hoặc tức giận. Bạn cũng khá là bảo thủ nữa. Bạn luôn biết cách chăm sóc bản thân, bạn ít khi bị bệnh gì nặng, nhưng lại hay ốm vặt. Bạn thuộc tuýp người lãng mạn đó, nhưng bạn lại không biết cách biểu lộ tình yêu cho lắm. Bạn yêu thích trẻ con, bạn đề cao lòng trung thành, bạn là con người rất biết giao tiếp, nhưng lại hay ghen. Còn đối với chuyện tiền bạc, thì bạn là một con người rất cẩn trọng. 2. Những người sinh tháng 2. Bạn có nhiều ý niệm trừu tượng, và bạn rất sắc sảo, tuy vậy, bạn vẫn thích những điều thực tế. Bạn là con người thông minh và nhanh trí, có điều, tính cách của bạn lại hay thay đổi. Bạn gợi cảm, quyến rũ, tính tình ôn hòa, trầm tính, hay mắc cỡ và rất khiêm nhường. Bạn rất chân thật và trung thành, bạn cũng rất cả quyết nữa, một khi bạn đã quyết việc gì, thì bạn sẽ làm đến cùng. Bạn cũng rất yêu thích sự tự do, cho nên, khi mà bạn bị cấm đoán, thì bạn sẵn sàng trở thành một kẻ nổi loạn. Đôi khi, bạn cũng thích công kích người khác, nhưng bạn lại cũng quá nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Bạn hay giận dữ, nhưng lại không bao giờ biểu lộ ra ngoài, bạn không thích những thứ không cần thiết. Bạn rất muốn kết giao bạn bè, nhưng lại không để cho người khác biết là bạn muốn điều đó. Bạn ưa thách thức và rất tham vọng, nên trong bạn luôn đầy ắp ước mơ và hy vọng. Bạn thích giải trí và hoạt động, tâm hồn bạn lãng mạn, nhưng chẳng bao giờ bạn bộc lộ ra ngoài. Bạn là một người biết tiết kiệm. Lời khuyên cho bạn là, bạn nên học cách bộc lộ cảm xúc của mình. 3. Những người sinh tháng 3. Bạn có một tính cách thu hút người khác, và bạn cũng rất quyến rũ. Bạn là con người của yêu thương, nhưng bạn hay mắc cỡ và bảo thủ. Bạn bí ẩn, bản tính tự nhiên của bạn là chân thành, tử tế, và giàu lòng trắc ẩn. Bạn thích hạnh phúc và bình yên, đối với mọi người, bạn rất nhạy cảm. Bạn cũng thích phục vụ người khác, nhưng bạn lại hay giận dữ. Tuy nhiên, bạn là một người đáng tin cậy. Bạn đánh giá cao lòng tốt và sự biết ơn, bạn hay quan sát và đánh giá mọi người. Tuy là người tốt, nhưng một khi đã gây thù chuốc oán với bạn, thì bạn sẽ ôm giữ một lòng báo thù khá mạnh mẽ. Ngoài ra, bạn là con người mơ mộng, nhiều ảo tưởng, thích du lịch và thích được chú ý, thích trang trí nhà cửa, thích những thứ đặc biệt. Trong tình yêu, bạn hay vội vàng trong việc chọn lựa người yêu, không những thế, bạn còn là một người hay u uất. 4. Những người sinh tháng 4. Bạn là người năng động và hoạt bát, bạn thường quyết định mọi việc nhanh chóng, nhưng sau đó lại hay hối tiếc vì cái mình đã quyết định. Bạn chỉ yêu và quyến rũ trong mắt người bạn yêu mà thôi. Bạn có một thần kinh thép và bạn rất thích được chú ý. Bạn rất biết cách cư xử, bạn thân thiện, cũng như bạn rất biết cách an ủi hay giúp người khác giải quyết rắc rối. Bạn là người có tính phiêu lưu vì bạn dũng cảm và hầu như chẳng sợ gì cả. Bạn quan tâm đến mọi người. Bạn khéo léo và rất tử tế, tuy nhiên, bạn hơi nặng về cảm xúc và hay giận dữ, cũng như là khá hấp tấp. Bù lại, bạn có một trí nhớ tốt, bạn rất thích việc di chuyển. Bạn cũng hay khích lệ người khác, cũng như khích lệ chính bản thân mình. Về sức khỏe, thì bạn không được khỏe mạnh lắm, hay đau đầu và ngực. Lưu ý là, bạn cũng có nét quyến rũ, nhưng mà chỉ có những ai thực sự yêu bạn, mới cảm nhận thấy được điều đó mà thôi. 5. Những người sinh tháng 5. Bạn là một người cứng đầu và có trái tim vô cùng sắt đá. Bạn có một ý chí vô cùng mạnh mẽ, cũng như bạn có tinh thần cầu tiến. Bạn có những suy nghĩ rất sắc bén và suy nghĩ có hệ thống, nhưng đôi lúc bạn cũng rất hay nổi nóng. Bạn cuốn hút người khác và cũng thích người khác chú ý đến bạn, tuy vậy, bạn là người có một tâm hồn sâu sắc. Bạn xinh đẹp không chỉ vẻ bề ngoài, mà còn cả tâm hồn bên trong nữa. Bạn luôn giữ vững lập trường của mình trong mọi tình huống. Khi bạn gặp chuyện khó khăn, thì mọi người xung quanh không cần tốn nhiều công sức, cũng dễ dàng an ủi bạn, vì cơ bản bạn là một con người dễ hiểu. Bạn hay mơ mộng, nhưng bạn rất sáng suốt. Về sức khỏe, thì bạn hay bị đau ở tai và cổ, nhưng thể chất bạn tốt. Bạn có một trí tưởng tượng phong phú,
nên bạn có xu hướng thích văn học và hội họa. Bạn cũng rất thích du lịch, và bạn ghét phải ở nhà, cho nên, dường như bạn chẳng bao giờ chịu nghỉ ngơi. Nói ngắn lại, bạn là một con người chăm chỉ, cao thượng và rất tiết kiệm. 6. Những người sinh tháng 6. Bạn hay suy nghĩ xa xôi, bạn dễ bị ảnh hưởng bởi lòng tốt của người khác. Bạn lịch sự và nói năng từ tốn, nhạy cảm. Bạn có tinh thần năng động, nhưng lại hay ngập ngừng không quyết đoán, hay có xu hướng trì hoãn. Bạn rất kén chọn, và luôn muốn thứ tốt nhất. Bạn cũng là người nóng nảy, nhưng bạn lại vui tính, hài hước và thân thiện. Bạn thích những thứ hài hước, bạn cũng là người giỏi tranh luận và hay nói. Tuy nhiên, bạn là một người hay mơ mộng viển vông, bạn thích được giao du kết bạn, và bạn cũng không giấu giếm điều ấy. Về sức khỏe, bạn hay bị cảm lạnh, bạn dễ tổn thương, và một khi bị như vậy, bạn phải mất nhiều thời gian để chữa lành vết thương lòng. Điểm không tốt ở bạn là bạn hay cả thèm chóng chán. Bạn cũng ít khi bộc lộ cảm xúc của mình, bạn thích điều hành người khác và là một con người khá bướng bỉnh. 7. Những người sinh tháng 7. Bạn luôn đem không khí vui vẻ cho những người chung quanh. Nhưng bạn lại là người khó đoán và khó hiểu, hay im lặng, trừ khi bạn cảm thấy hứng thú hoặc căng thẳng. Bạn có lòng tự tôn rất lớn, nhưng là một người chân thật. Bạn biết quan tâm đến cảm xúc của mọi người, bạn luôn cư xử tế nhị và thân thiện, nên nhiều người cảm thấy bạn rất dễ gần. Cảm xúc của bạn hay thay đổi và khó đoán. Bạn cũng là một người sống nội tâm và dễ bị tổn thương và cần nhiều thời gian để hồi phục. Nhưng trong bạn có sự hóm hỉnh và vui tính. Bạn thường không mang hận thù, dù ai đó có làm điều gì sai trái với bạn, nhưng bạn tha thứ không có nghĩa là bạn đã quên. Vì bạn có tinh thần vị tha cao cả, nhưng bạn sẽ rất cảnh giác với những người đã làm tổn thương bạn, và bạn cũng là một người rất sắc sảo. Bạn không đánh giá người khác vội vã, mà bạn luôn quan sát trước khi đưa ra kết luận cuối cùng. Bạn đối xử công bằng với mọi người, bạn luôn trung thành với bạn bè cũ và cả quá khứ của mình. Bạn có thể chờ đợi bạn bè mình rất lâu mà không hề phàn nàn, nhưng bạn lại là người cần rất nhiều thời gian để có thể thân thiết với một người bạn mới. Bạn không phải kiểu người hung hăng, trừ khi ai đó cố tình chọc giận bạn. Bạn thích ở một mình và thích sự yên tĩnh, cũng không thích đi đâu, bạn còn rất thích được chiều chuộng. Trong công việc hay học hành, thì bạn là một người chăm chỉ, và học một thứ gì mới, chưa bao giờ là khó khăn cho bạn. Còn sức khỏe của bạn, thì bạn hay gặp rắc rối với cái bao tử của mình. 8. Những người sinh tháng 8. Bạn là người thích đùa, bạn rất khéo cư xử, và biết quan tâm người khác, nên bạn cũng rất dễ thu hút người khác. Bạn dũng cảm và không hề sợ hãi bất cứ thứ gì, một con người phi thường. Bạn cứng rắn và có khí chất lãnh đạo. Bạn cũng là người biết cách an ủi người khác, và bạn có lòng tự tôn cao. Bạn thèm khát những lời tán thưởng. Người khác tốt nhất là đừng chọc giận bạn, vì khi đó bạn rất đáng sợ, bạn cũng rất hay ghen. Bạn thích quan sát mọi thứ, bạn cẩn thận và vô cùng thận trọng, nhưng hay quyết định vội vàng. Bạn có khả năng suy nghĩ rất nhanh. Bạn có tư tưởng độc lập, bạn thích trở thành một người lãnh đạo. Bạn là người có nhiều mơ ước, bạn rất có năng khiếu về nghệ thuật, âm nhạc. Bạn là một người nhạy cảm, bạn thuộc tuýp người lãng mạn. Về sức khỏe, thì sức khỏe bạn không được tốt cho lắm, hay ốm bệnh, vì vậy bạn nên học cách thư giãn và nghỉ ngơi. 9. Những người sinh tháng 9. Bạn tế nhị và biết cách thỏa hiệp, bạn cẩn thận và có đầu óc tổ chức. Bạn thích chỉ ra khiếm khuyết của người khác, cũng như là chỉ trích mọi người, nhưng lời khuyên cho bạn là bạn nên kiềm chế khi chỉ trích người khác. Bạn ít nói, nhưng là người biết cách nói chuyện. Bạn điềm tĩnh và là một người tốt, vì bạn tốt bụng và giàu lòng vị tha. Bạn trung thành, nhưng không phải lúc nào bạn cũng là người chân thật. Bạn cũng thích quan tâm tiểu tiết, bạn rất thích tìm hiểu mọi thứ, bạn hay quan tâm đến từng chi tiết nhỏ. Bạn dễ nảy sinh tham vọng trong mọi việc, nhưng bạn là con người dễ hiểu và khá là vui tính. Bạn thích du lịch và hoạt động ngoài trời, tuy nhiên, bạn có xu hướng giấu đi mọi cảm xúc trong bạn, và bạn là người rất kén chọn, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. 10. Những người sinh tháng 10. Bạn thích tán gẫu và thích là trung tâm của sự chú ý. Bạn có bề ngoài thu hút và tính cách của bạn cũng thế. Bạn là người hay giận dữ, nhưng với bạn, bạn bè là điều rất quan trọng. Bạn thích giao du kết bạn, tuy bạn dễ bị tổn thương, nhưng bạn không cần nhiều thời gian để chữa lành mọi thứ. Bạn là người hay mơ mộng và thích chọn lựa nhiều thứ. Bạn hầu như chẳng quan tâm đến việc người khác sẽ nghĩ gì về mình. Bạn khá nồng nhiệt, nhưng bạn là một người dứt khoát và sáng suốt. Bạn thích du lịch, nghệ thuật và văn học.
Bạn hay động lòng và cũng hay ghen, bạn luôn thích ở ngoài hơn là ở nhà. Bạn là một con người công bằng, điểm yếu của bạn là hay bị ảnh hưởng bởi người khác và hay mất tự tin. 11. Những người sinh tháng 11. Bạn là con người của những ý tưởng, nhưng là một người khó đoán. Bạn lúc nào cũng có suy nghĩ hướng về phía trước. Bạn độc đáo và thông minh, bạn có nhiều ý tưởng phức tạp, nhưng suy nghĩ của bạn rất sắc sảo, bạn rất sáng suốt trong mọi việc. Bạn có thể trở thành một bác sĩ giỏi. Tính tình bạn rất năng động, nhưng bạn là con người của bí ẩn. Nhưng bạn lại rất tò mò, và bạn cũng giỏi đào bới bí mật của người khác lắm. Đầu óc bạn, lúc nào cũng tràn đầy những ý tưởng. Bạn rất dũng cảm và tử tế, cũng như bạn rất cương quyết và kiên nhẫn, và cả chăm chỉ nữa. Có lẽ vì thế, mà bạn không bao giờ chịu bỏ cuộc, dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, bạn luôn tin rằng có chí thì nên. Bạn ít khi tức giận, trừ khi ai đó cố tình chọc giận bạn mà thôi. Bạn cũng là con người bướng bỉnh và sắt đá. Bạn thích ở một mình, và bạn luôn có những suy nghĩ khác người. Khó ai mà xoay chuyển được bạn, một khi bạn đã quyết định điều gì. Bạn là một người sắc sảo và có nhiều hoài bão, nhưng bạn đặc biệt lại không thích những lời khen ngợi. Bạn có cảm xúc và tình yêu rất sâu nặng, nhưng hầu như các mối quan hệ của bạn lại không vững chắc. Tóm lại, bạn là một người có nhiều khả năng và đáng tin cậy, vì bạn rất chân thật, nhưng điểm yếu của bạn là bạn không kiềm chế được cảm xúc của mình, cũng như bạn là một người khó đoán. 12. Những người sinh tháng 12. Bạn là người trung thành và tử tế, bạn cũng rất quyến rũ, nhưng bạn lại thiếu kiên nhẫn và hay vội vàng. Bạn cũng có tham vọng, nhưng lại hay bị ảnh hưởng bởi số đông. Bạn là người bạn vui vẻ, bạn thích hòa mình vào cộng đồng. Bạn cũng thích được ngợi khen, thích được người khác chú ý, thích được yêu thương. Bạn rất chân thật và thật lòng, không giả dối, bạn không đặt nặng cái tôi của bạn, nhưng bạn tính tình sớm nắng chiều mưa. Bạn ghét bị quản thúc, bạn là người thích đùa, và bạn rất có năng khiếu hài hước. Bạn là một người có suy nghĩ rất logic.